Kẻ sát hại cô gái rồi phi tang trong vali ở Vũng Tàu, từng đi tù khi chưa đủ 18 tuổi. Nam công nhân ở Bình Phước bị cuốn vào máy trộn keo đã tử vong. Cận cảnh vụ bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây ma túy số lượng lớn. Bắt kẻ nghi cầm súng, cướp hai iPhone Pro Max ở Nghệ An. Tuyến Metro nhổn ga Hà Nội dự kiến khai thác thương mại vào tháng 7 năm 2024. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi các tin tức mới nhất trên kênh youtube báo điện tử VOV. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Liên quan đến vụ sát hại cô gái rồi phi tang trong vali ở Vũng Tàu, theo cơ quan chức năng, nghi phạm Võ Thành Long trước đó đã từng chấp hành án tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi chưa đủ 18 tuổi. Những ngày qua, người dân phẫn nộ trước vụ án sát hại người giấu trong vali để phi tang ở Vũng Tàu mà nghi phạm bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt giam còn rất trẻ tuổi. Theo đó, nghi phạm chính trong vụ án là Võ Thành Long, sinh ngày 12 tháng 12 năm 2004, đã chấp hành án tù giam từ khi chưa đủ 18 tuổi. Đối tượng đã tự giới thiệu có thể giúp nạn nhân tìm việc làm, hẹn gặp ở quán nhậu rồi vờ mượn xe đi đón bạn để thực hiện chiếm đoạt. Tuy nhiên, ngoài một số tình tiết giảm nhẹ vào thời điểm phạm tội, ngày 13 tháng 9 năm 2022, đối tượng còn chưa đủ 18 tuổi nên được áp dụng thêm điều luật đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Vì vậy, bản án số 110/2022/HSST ngày 2 tháng 12 năm 2022 của Tòa nhân dân thành phố Bà Rịa tuyên phạt Võ Thành Long 6 tháng tù giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chấp hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2022. Sau khi chấp hành xong bản án đối tượng không phấn đấu trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội mà tiếp tục thực hiện hành vi sát hại người nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản để tiêu xài cá nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với võ Thành Long và Vũ Thành Huy để điều tra làm rõ vụ án sát hại người giấu trong vali rồi đưa lên núi nhỏ, thành phố Vũng Tàu phi tàng. Trong đó võ Thành Long bị khởi tố bắt giam để điều tra về hành vi sát hại người và cướp tài sản. Còn Vũ Thành Huy bị khởi tố bắt giam để điều tra về tội che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo hồ sơ vụ án, ngày 22 tháng 5, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhận được yêu cầu phối hợp của Công an huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, xác minh một trường hợp bị mất tích, nghi vấn nạn nhân đã bị sát hại. Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, xác minh nghi phạm, nhanh chóng triển khai bắt giữ các đối tượng Võ Thành Long và Vũ Thành Huy. Quá trình làm việc, Võ Thành Long cho biết Quen biết với nạn nhân chị T, 21 tuổi và Huy qua mạng xã hội, rồi hẹn nhau cùng đi chơi ở Vũng Tàu. Khoảng 0 giờ ngày 19 tháng 5, khi đưa chị T về khách sạn, thấy nạn nhân có mang theo nhiều tài sản, trang sức giá trị, nên Long đã sát hại để chiếm đoạt. Sau đó Long báo cho Huy biết, rồi cả hai thực hiện giấu nạn nhân vào vali, phi tang tại khu đất trống ở núi nhỏ, thành phố Vũng Tàu. Còn số tài sản chiếm đoạt được, các đối tượng mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Lúc bắt giữ Huy, cơ quan chức năng còn thu giữ trên người đối tượng điện thoại của nạn nhân. Liên quan đến vụ nam công nhân ở Bình Phước bị cuốn vào máy trộn, sáng 26 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết bệnh nhân NVL sinh năm 1986, quê huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, ở phường Minh Hưng, thị xã Trơn Thành, Bình Phước, đã tử vong lúc gần 1 giờ sáng cùng ngày. Anh NVL là nam công nhân bị cuốn vào máy trộn keo khi đang làm việc ở công ty sản xuất ván ép tại thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Nạn nhân tử vong sau 2 ngày được điều trị tích cực qua hai bệnh viện. Người nhà bệnh nhân cho biết đang thực hiện các thủ tục để đưa nạn nhân về quê nhà tại Hà Tĩnh lo hậu sự. Trước đó chiều 25 tháng 5, trên mạng lan truyền video quay lại cảnh vụ tai nạn lao động trong một nhà xưởng sản xuất ván ép. Theo xác minh, vụ tai nạn lao động xảy ra ở công ty trách nhiệm hữu hạn AVK tại khu phố 10, phường Hưng Long, thị xã Trân Thành, Bình Phước. Vào khoảng 12 giờ 40 phút ngày 23 tháng 5, anh NVL là công nhân của công ty, làm việc tại bộ phận máy trộn keo. Trong quá trình làm việc, khi máy trộn keo đang hoạt động, anh L đổ bao bột vào thùng trộn keo thì bị cần quay của máy trộn keo kéo vào. Hậu quả, anh L bị mất một cánh tay trái, hai ống chân và được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Bình Phước, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp tục cấp cứu được biết công ty trên mới thành lập đi vào hoạt động được khoảng một tháng chưa ký hợp đồng lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội chưa thành lập công đoàn cơ sở nhận định ban đầu vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn lao động hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã trơn thành tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nêu trên lãnh đạo liên đoàn lao động tỉnh bình phước cho biết sẽ chỉ đạo giao công đoàn khu công nghiệp tỉnh thăm hỏi hỗ trợ gia đình người lao động bị nạn Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1.000 viên ma túy tổng hợp. Toàn là đối tượng đã mang tiền án về tội danh ma túy và là đối tượng nghiện ma túy nặng, nên hoạt động của đối tượng hết sức tinh vi, luôn thay đổi phương thức và địa điểm, phương tiện giao hàng để qua mặt lực lượng chức năng. Sau một thời gian theo dõi, áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21 tháng 5 năm 2024, Công an huyện Nghi Lộc phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Toàn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tăng vật thu giữ gồm 5 túi ni lông màu xanh, bên trong có 1.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, có khối lượng 95,5 gram, một xe máy và hai điện thoại di động. Là gì đây? Nắm cỏ gì đây? Hồng. Hồng gì gọi là gì? Hồng phiến. Ma túy hồng phiến. Đúng chưa? Bây giờ em nhận thức về cái sai của mình không? Rồi, em cam đoan thế nào lời trình bày của mình? Rồi, trong đây là, là trong này là một gói này khoảng bao nhiêu viên viên này? Gần 200 viên. Hả? Gần 200 viên. Gần 200 viên đi. đi. Ok, ok. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án. Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang làm thủ tục di lý nghi phạm thực hiện vụ cướp điện thoại táo tợn xảy ra trên địa bàn huyện. Bước đầu, nghi phạm khai nhận là Vũ Văn Đức, 18 tuổi, chú xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Đức bị bắt lúc hơn 13 giờ cùng ngày tại Hà Nội, cách địa điểm xảy ra vụ cướp hơn 250 km. Trước đó khoảng 12 giờ trưa 23 tháng 5, Đức mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, đi vào cửa hàng bán điện thoại ở xóm Tám, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu. Sau vài phút, Đức rút một vật màu đen giống súng và dao đe dọa nữ nhân viên yêu cầu đưa nộp điện thoại đang cầm trên tay. Khi nữ nhân viên chống cự, Đức rút ra con dao nhọn liên tục đe dọa. Thời điểm xảy ra sự việc, tại cửa hàng điện thoại có một nữ khách hàng. Lấy được hai điện thoại iPhone 14 Pro Max cùng tiền, Đức ép hai phụ nữ đi vào trong phòng và khóa cửa. Sau đó chạy ra sân lái xe máy tẩu thoát, trốn ra Hà Nội tài sản bị cướp được ước tính trị giá hàng chục triệu đồng. Hiện nguyên nhân gây án đang được làm rõ. Chiều 24 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, dự kiến Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng sẽ tổ chức công tác nghiệm thu dự án Metro Nhổn, Gà Hà Nội, đoạn trên cao vào ngày 30 tháng 6 để có thể đưa vào khai thác thương mại trong tháng 7 năm 2024. Đoàn công tác của Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đã đi kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn nhổn ga Hà Nội, tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã tới kiểm tra nhà ga S8, cầu giấy, ga S4, cầu diễn và các hoạt động vận hành thử, hoạt động lái tàu, sau đó di chuyển đến trung tâm kiểm soát vận hành OCC, kiểm tra OCC và các công tác vận hành thử. Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đánh giá cao những cố gắng của chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị giám sát đã nỗ lực đưa đoạn trên cao của dự án chuẩn bị về đích. Hội đồng kiểm tra nhà nước đề nghị chủ đầu tư hoàn thành công tác nghiệm thu theo quy định, kiểm đếm, xây dựng lịch trình cụ thể để bàn giao cho đơn vị vận hành đồng thời đề nghị chủ đầu tư phối hợp với đơn vị đánh giá để sớm hoàn thành chứng chỉ đánh giá an toàn hệ thống trước ngày 10 tháng 6, hoàn thành công tác chỉnh trang đề pot trước ngày 20 tháng 6. Dự kiến, hội đồng sẽ tổ chức công tác nghiệm thu dự án đoạn trên cao vào ngày 30 tháng 6 để có thể đưa vào khai thác thương mại trong tháng 7 năm 2024. Tối 25 tháng 5, tại Cần Thơ đã tái diễn không khí chợ chiếu ma định yên, tỉnh Đồng Tháp nhằm mang đến những trải nghiệm thú vị cho người xem. Đây là lần thứ ba tuần lễ thời trang Cửu Long, Cửu Long Fashion Week lấy cảm hứng từ hồn quê Nam Bộ diễn ra tại đồng bằng sông Cửu Long. Không gian lần này được ban tổ chức trang trí những bông hoa cỏ lau và sát bờ sông Hậu. Trong không gian bình dị chiều quê, người mẫu nhí trình diễn những chiếc áo dài, áo bà bà được thiết kế kiểu xưa, không nhấn eo. Trên mỗi áo còn tạo điểm nhấn bằng những bông hoa hoặc dùng vải họa tiết xưa. Đặc biệt, Lần này người mẫu còn kết hợp đạo cụ là những loại trái cây miệt vườn như trôm trôm của huyện Phong Điền, Cần Thơ, cam quýt của tỉnh Vĩnh Long để tăng thêm nét mộc mạc. Hoạt động trình diễn lần này là món quà 1 tháng 6 đầy ý nghĩa và cũng là sân chơi dành cho các em đam mê biểu diễn thời trang khi hè về. Với mong muốn đưa văn hóa Nam Bộ đến gần hơn với thiếu nhi cũng như ai yêu mến vùng đất này, đêm diễn thời trang đã tái hiện khung cảnh chợ Chiếu Mà tại làng nghề Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Cùng với sự phát triển của làng nghề hơn hai thế kỷ, chợ chiếu ban đêm mở ra để đáp ứng nhu cầu mua bán của hàng trăm hộ làm chiếu, tiểu thương khắp các tỉnh. Theo ông bà kể lại, sở dĩ họ phải họp chợ phiên ban đêm vì muốn tận dụng thời gian ban ngày dệt chiếu. Người mua tranh thủ buổi sớm mai, chợ chiếu bán khắp vùng. Người mẫu nhí mặc trang phục là những bộ bà ba truyền thống, đầu đội khăn rằn, lớp đóng vai tiểu thương, tay cầm đèn, thước gậy, chờ người dệt chiếu mang hàng ra bán lớp thì đóng vai nghệ nhân dệt chiếu. Khung cảnh tái hiện như ngày trước, hai bên mua bán ngã giá và bán tùy theo chất lượng chiếu. Tổng giám đốc công ty Việt News cho biết, sự sống động của hoạt cảnh góp phần nâng cao giá trị văn hóa làng nghề, khẳng định thời trang và cuộc sống luôn gắn liền với nhau trong bất kể hành trình nào. Vị này nói, ban đầu còn trẻ, chưa hiểu hết văn hóa thì sẽ học hỏi ông bà đi trước hoặc những người am hiểu lịch sử đồng bằng sông Cửu Long hướng dẫn, xây dựng kịch bản. Đặc biệt, thời trang mà cho các bé diễn sẽ khó hơn vì diễn tả không thể đặc sắc như người lớn. Nhưng tôi cũng muốn sự hồn nhiên của các bé cũng sẽ lớn dần lên qua sự am hiểu về văn hóa áo dài, áo bà bà và những trang phục khác của Nam Bộ vì mỗi chương trình là một điểm nhấn khác nhau. Sau diễn sắp tới sẽ diễn ra vào tháng 7 tại tỉnh Đồng Tháp. Chúng tôi sẽ tái hiện chợ mà và chợ quê luôn. Thưa quý vị, trước mọc hoang dại tại các vùng quê và hầu hết đều làm thức ăn cho lợn. Nhưng ngày nay, rau sam đã trở thành đặc sản được dân thành phố vô cùng ưa chuộng. Rau sam là loại rau dại mọc ở khắp các miền quê Việt Nam và trước kia được dùng làm thức ăn cho lợn. Vài năm gần đây, rau sam bỗng trở thành đặc sản ở thành phố có giá từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng 1 kg. Rau sam mọc tự nhiên, không phun hóa chất nên được người dân thành phố ưa chuộng, chế biến thành nhiều món ăn như nấu canh, sao tỏi, nộm. Đây là loại cây thân cỏ. Trong dân gian, có một số cách gọi khác là mã xỉ hiện, mã sỉ thái và trường thái thọ. Rau sam sống được ở rất nhiều nơi, thích nghi tốt với nhiều môi trường khác nhau, thường mọc dại ở vùng đất ẩm ướt ven đường, kênh rạch, ao hồ. Rau sam có vị chua, không độc, có tính lạnh và giàu giá trị dinh dưỡng. Các bộ phận của cây như thân, lá, nụ hoa đều có thể sử dụng được, trừ phần rễ. Đây không chỉ là một loại thực phẩm dùng để chế biến được nhiều loại thức ăn ngon, mà đây còn là một vị thuốc có nhiều công dụng, có thể dùng rau sam ở dạng tươi hoặc phơi khô dùng dần. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!